Chiều ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đối tượng cướp tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu trên đường Lê Lợi, thành phố Trà Vinh vào sáng ngày 6 tháng 10 là Nguyễn Văn Tam, sinh năm 1975, ngụ phường 1, thành phố Trà Vinh. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 10, Tam đến tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu do ông Lê Bá Toàn, 44 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh làm chủ để bán chiếc nhẫn vàng trị giá hơn 7 triệu đồng. Trong lúc ông Toàn đang kiểm tra số tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh ông Toàn và lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo, cùng người dân truy bắt khống chế được Tam bàn giao công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tam khai trước tháng 6 năm 2023, Tam làm trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh. Do thiếu nợ rất nhiều nên từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, Tam nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động kiếm tiền trả nợ. Làm việc ở nước ngoài được 3 tháng, Tam trở về Việt Nam. Do bị các chủ nợ liên tục đòi nợ, Tam nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ.